Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Dự kiến sẽ có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 khi chính sách được ban hành. 8 nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, cán bộ xã, phường, thị trấn, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Theo dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, người có mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên thấp hơn 2,5 triệu đồng một tháng thì mức điều chỉnh cụ thể như sau: tăng thêm 200.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng một người một tháng trở xuống tăng lên bằng 2,5 triệu đồng một người một tháng, đối với những người có mức lương hưu trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng một người một tháng đến dưới 2,5 triệu đồng một người một tháng.